Tiểu nhị, khách quan xin mời vào trong dùng mì ạ. À, mời ngồi. Đại ca, thật sự Kim Phật không phải để trộm mà. Để phải nói thế nào đại ca mới tin đây? Tam đệ, sau khi bốn người chúng ta đào Kim Phật từ mộ lên, chỉ có một mình để bảo quản. Để nói mất rồi ai tin được chứ? Nói thật đi, nó đâu rồi? Đại ca, tiểu đệ đâu dám. Đệ thật lòng không biết. Tam đệ, nếu người lấy, nhanh giao nộp cho đại ca đi. Đại ca, đại ca có thể giết chết tiểu đệ, tiểu đệ cũng đành chịu. Đừng có giả biện nữa. Có tin ta trừ khử ngươi không? Khách quan xin dừng tay đừng đánh nữa. Quán mì bổn tiệm không dễ làm ăn gì. Cút đi, đứng lên. Đại ca thật sự không phải đệ. Một đám trai tráng ra tay với nữ nhi. Xin lỗi cô nương đó ngay đi. Không liên quan gì đến ngươi. Ta nói nghe không? Xin lỗi ngay. Xin lỗi. Bọn ta đang ngứa ngáy đây. Xin lỗi, có tìm thấy được Kim Phật không? Nếu không xin lỗi, ta sẽ đánh các ngươi thành Kim Phật. Được thôi, thử xem. Xông lên. Khoan, chẳng phải là Kim Phật ư? Ta biết nó ở đâu. Ngươi biết? Tiểu huynh đệ, coi chừng cái mạng nhà ngươi. Ta chưa muốn chết bây giờ. Kim Phật không phải do tam đệ nhà các ngươi lấy. Trong đám các ngươi có kẻ nói dối. Mày từ đâu đến? Ăn nói sằng bậy. Đại ca, đừng tin nó. Tiểu huynh đệ nói tiếp đi. Kim Phật rốt cuộc ở đâu? Từ khi các ngươi bước vào, ta đã thấy trong các ngươi có người rất khả nghi. Những người khác đều bỏ các thứ sang một bên, duy chỉ có ngươi. Sao không bỏ cái ống nước lên bàn? Ta, ngươi không dừng uống nước, chứng tỏ ngươi rất khát. Nhưng sau khi vào đây, lại không hề bảo tiểu nhị lấy thêm nước, chứng tỏ trong ống này đầy nước. Điều này rất mâu thuẫn. Nếu ngươi không nói ta cũng quên mất. Trên vai còn vác đây này. Xem ra không phải ngươi quên. Mỗi khi nhắc đến Kim Phật, ngươi đều bất giác sờ cái túi trên vai. Hơn nữa, vết hằn trên vai ngươi rất rõ. Điều đó chứng tỏ đồ vật nằm trong ống không phải nước. Nó nặng hơn cả nước. Chân tướng chính là Kim Phật nằm trong đây. Đưa ta xem. Nhị ca, là ngươi lấy ư? Không phải, không phải. Ngươi dám lừa ta? Ngươi dám đặt điều? Bắt lấy nó. Đa tạ người anh em. Thật thông minh. Xin hỏi người anh em làm gì? Ta là một trinh thám, gặp án không thể không phá. Tại hạ dân ốc Sơn Triệu Ngã Hoàng. Người anh em kết giao nhé. Cảm tạ sự trượng nghĩa của thiếu hiệp. Dám hỏi danh tánh của thiếu hiệp đây là gì? Tại hạ tên Giảng Bất Tri, thần Cơ Cốc. Hôm nay tại hạ nợ huynh đài ân tình, ta phải giải hắn về phục lệnh. Hẹn một ngày báo đáp. Không cần báo đáp. Lên đường thôi, đi nào. Đại ân của Giảng thiếu hiệp không thể không báo đáp. Không cần. Nhanh đứng lên. Cáo từ. Hẹn gặp lại.
Triệu huynh, Nhã Hoàng ta còn phải đi, hẹn gặp sau. Được được, cáo từ. Trinh thám, chắc là đến Hàn Nguyệt Sơn Trang. Ừ, dù sao cũng là một cuộc tỷ thí, chỉ bằng chúng ta tỷ thí tại đây. Hai vị khéo hiểu nhầm, ta đến đó không vì tỷ thí. Ta không biết võ công, trong tay có kiếm sắt, lại bảo không biết võ công. Trong tay ta chẳng phải binh khí gì, chỉ là vật chứng. Vật chứng? Đại ca, không cần đôi co làm gì, giết hắn đi. Giết. Thì ra đây là hai vị trưởng môn của Hắc Thủy Đường. Ngươi là A Kiệt Quỷ Phiến Tử. Người ta đã bảo không biết võ công, chắc người còn ở đây lôi thôi. Biết điều chút đi. Nghe không? Xem cái lũ các ngươi, đầu óc ngu đần, không đáng tồn tại trong giới giang hồ. Ngươi nói đúng, ta sẽ rút khỏi giang hồ ngay. Đa tạ huynh đài ra tay giúp đỡ. Ta thích nhất là tiêu diệt những kẻ không biết điều, thích nhất là những người không biết võ công như thiếu hiệp. Tại sao? Chỉ có người không hiểu nội công mới nói chuyện đạo lý. À, không tỷ thí thì thiếu hiệp đến Hàn Nguyệt Sơn Trang để làm gì? Tôi đi tìm hai vị chủ Sơn Trang Lý Thị Song Đao, hỏi một số việc. Không thể quay đầu. Ngươi đến thật đúng lúc. Ta đang định rửa tay gác kiếm, nhưng chưa tìm được người kế gì. Ta nghĩ sẽ giao Sơn Trang lại cho người chiến thắng trong cuộc tỷ thí lần này. Ngươi hãy làm chứng. Rõ. Còn tỷ thí gì nữa? Lão Lý Nhị, ông đưa Trích Lục Sơn Trang ra là xong thôi. Ông, ta đồng thuận, nhưng những người tham gia tỷ thí chưa chắc đã đồng thuận. Ngươi đã đến, thiết nghĩ đại ca của ngươi cũng có mặt đâu đây. Ngươi nói chuẩn đấy. Đại ca đến rồi. Nhị lão đầu vẫn khỏe chứ? A Kiệt, to gan. Đây là tiểu huynh đệ Giảng Bất Tri ta gặp trên đường đi. Sau này chúng ta thành người một nhà rồi, chỉ dựa vào hai người sao? Hoa tử ta đây cả đời ngủ ở miếu rách. Ta cũng muốn có được sơn trang này để an hưởng tuổi già. Đến lão hoa tử cũng muốn sở hữu. Xem ra sơn trang của ta cũng có giá đấy. Tiền bối là hoa tử. Sao cậu trai trẻ, người biết ta sao? Tiền bối,
Chúng ta đã từng gặp nhau. Chưa hề. A Kiệt huynh đệ, đông vui nhỉ. Vậy thiếu cản thi tưởng Thẩm Lăng ta sao được? Được lắm, tên tiểu tử chuyên đi lừa gạt, lại dọa dẫm. Cẩn trọng lời nói của ngươi. A Kiệt, ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì, làm toàn việc bỉ ổi, đắc tội với vô số người. Đụng vào người chỉ có xui xẻo. Ngươi mù à? Chia tài sản là sở trường của ta. Danh hiệu hắc cô nương ta không phải bỗng dưng mà có. Cô nương, mời đăng ký. Muộn rồi. Mọi người nghỉ ngơi. Tỷ thí sẽ bắt đầu vào sáng mai. Đăng ký đi cô nương. Cô nương, xin lỗi ta đến muộn. Tại hạ họ Triển, ta đến dự tỷ thí. Trên đường đi gặp bầy sói nên trễ. Sư phụ, cô nương này bị thương khắp người. Cô nương bị thương vậy e rằng không sao. Được. Đăng ký xong bôi thuốc cho cô ta. Dân, mời các vị theo tôi. Sư phụ. Mời. Đứng lại. Ngươi nhìn gì? Bây giờ ta không muốn nói lời nào. Ta cho ngươi cơ hội nói. Nói đi. Không nói. Nói. Nếu cô nương đây thật sự gặp bầy sói, ngựa của cô sẽ bị thương trước. Nhưng ngựa không hề hấn gì. Cô thì thương tích đầy mình. Chứng tỏ cô không gặp bầy sói, mà là gặp một đám người. Ngươi là ai? Tại hạ là trinh thám Giảm Bất Tri. Được đấy, công tử trinh thám. Có người muốn truy sát ngươi, ta có thể bảo vệ ngươi. Điều kiện gì? Chỉ cần ngươi giữ kín cái miệng mình. Chờ đã. Ta muốn biết kẻ nào muốn giết ta. Nếu ngươi dám nói rằng bậy, Quan môn vô thượng.
Sư phụ trên tường có quyết tự Quang môn vô thường. Xem ra lại có một vị khách đến muộn. Không cần để ý, mặc kệ để nó tỉ thí trước, tự nó sẽ bị tiêu diệt. Dân có rắc rối gì không? Khoan nói cái này. Thứ tự tỉ thí sẽ bốc thăm, quy tắc chỉ có một. Hiệp 1, Trương Đại Cang cùng Triển cô nương. Tiểu cô nương, thiệt thòi cho cô rồi. Ngươi thì chỉ đến vậy. Ta Triệu Ngã Quan, Triệu huynh, sao huynh đến đây? Giảng huynh, ta đến tỉ thí, sớm biết huynh cũng tham gia, ta đã cùng đi với huynh. Sao giờ huynh mới đến? Thật xấu hổ, ta bị lạc đường. Hay đấy. Không sao chứ? Không sao. Võ công của Triển cô nương quả nhiên thâm hậu. Vị này là Hoa Diễn Đoạt Mệnh Đao phải không? Tại hạ Dương Ốc Sơn Triệu Ngã Hoàng đến dự tỉ thí, được báo danh chứ? Cần xin phép sư phụ. Vị thiếu hiệp này là đối thủ của ngươi. Trận tỉ thí của các ngươi sẽ là trận thứ hai vào sáng mai. Đa tạ. Đao tỉ thí với đao quá tuyệt. Ngươi cũng được xem là đao ư? Cần nói trước, ta không chỉ dừng ở đây. Tại sao? Ngươi là cao thủ nổi tiếng trên giang hồ, ta đương nhiên phải hết sức. Đao của ta chỉ cần đưa ra thì không thể cứu vãn. Không sao. Ngươi thuộc môn phái nào? Võ môn vô phái.
Ngươi thật có bản lĩnh vậy sao? Có thể tiêu diệt hết ư? Lo nhiều quá đấy. Xem chiêu đây. Thái Sơn áp đỉnh. Động tác rất đẹp, nhưng tên gọi quá tầm thường nhỉ. Bớt nói đi. Nhất nhiễm uy lý. Phong quyển tàn chân. Sách mã dương tiên. Bài sơn đảo hải. Hoành tảo thiên quân. Thái Sơn áp đỉnh. Ngươi thua rồi. Còn ra chiêu gì? Tiểu huynh đệ, một chiêu sao dùng hai lần? Như vậy rất dễ bị người khác đoán được đường đi. Nhưng ngươi không thuộc môn phái nào có thể ra chiêu vậy. Quả thiên phú. Nếu sau này còn cơ hội học hỏi, chắc chắn đao pháp sẽ điêu luyện hơn, có tiền đồ. Lần này ta thiếu kinh nghiệm, trúng quỷ kế của nhà ngươi. Lần sau nhất định không bại dưới tay ngươi. Nhường. Trận tỷ thí thứ ba, Hồ Bắc Nguyệt cùng Thẩm Lăng. Không tồi. Lão ăn mày. Ngươi đã chạm phải chỗ không nên chạm. Xem lòng bàn tay của ngươi đi. Ngươi đã trúng độc ăn thịt người của ta. Huyết nhục của ngươi sẽ bị thối rữa. Không quá hai ngày, ngươi sẽ chết. Ngươi hết đường rồi. Trừ khi nhận thua, hoặc giả dụ ngươi thắng trận này, e rằng khó mà hưởng. Cả thiên hạ đều biết hội cái bang ta giỏi nhất là thu thập thông tin. Không phải mỗi tin tức đều là do miệng người khác nói ra. Thật không may, tại hạ là cao thủ bức cung. Muốn thử không? Sao người biết ta không phải là kẻ đó? Lỡ như là đúng, chẳng phải người mất cả hai sao?
Người thắng rồi. Lão ăn mày. Thuốc giải đi. Bỏ thuốc vào tai phòng cổ trùng chui vào não. Nghe tiếng sáo của ta trong hai hôm. Chỉ cần tiếng sáo vang lên, đảo người xoay sang phải, cổ trùng sẽ tự thoát ra. Để làm gì? Chẳng phải ta đã bảo không để ngươi chạm nó ư? Hôm qua ở đại sảnh không nghe rõ, cho nên muốn xem lại. Qua bên này. Trận thứ ba Thẩm Lăng thắng. Trời tối rồi, tỷ thí hôm nay tạm dừng. Các vị về nghỉ ngơi một đêm, mai tiếp tục. Phía trên đề mùng 7 tháng 3, Hàn Nguyệt Sơn Trang. Ta xưa nay chưa hề gửi thư mời kẻ nào. Trước đây ta chưa từng mời ai. Xem ra lần này có kẻ muốn mời tất cả bằng hữu năm xưa đến. Quả thì không thể tránh được. Hãy chờ xem. Lòng ta vẫn thấy bất an. Dù là quan môn vô thường hay là cái thư mời này đều rất đáng ngờ. Ta muốn điều tra thêm. Được, ngươi tự biết cách mà xử lý. Dân, người đâu? Đến đây nhanh, đến đây nhanh nào. Chính là ở đây. Sáng nay tôi tìm đại ca nhưng không thấy đâu. Rốt cuộc phát hiện huynh ấy ở đây. Ai đã giết đại ca? Ai dám ra tay ở Hàn Nguyệt Sơn Trang? Giảng huynh đệ, việc này ngươi xem thử. Hắn là thám tử của thần cơ cốc, nhất định sẽ tìm ra manh mối. Ta đã nghe nhắc đến con trai của Giảng Quan Giả, không ngờ là Giảng đệ đây. Giảng huynh đệ, ngươi phát hiện ra gì chưa? Trên người đại ca chỉ có một vết thương là nhát dao chí mạng đâm thẳng vào bụng. Ngoài ra không có vết thương nào nữa. Chắc chắn đã không xảy ra cuộc chiến kịch liệt. Có hai khả năng. Một, hung thủ ra tay cực nhanh, A Kỳ chưa kịp phản ứng đã bị hạ gục. Khả năng thứ hai, A Kiệt không hề có sự đề phòng, giết anh ta là người quen. Cho dù là khả năng nào, ta đều có thể đoán chắc hung thủ là người ở Sơn Trang này. Rất có thể là một trong số chúng ta. Hơn nữa, đây không phải là hiện trường gây án.
Địa điểm gây án ở đâu? Không sai, đây mới là hiện trường vụ án. Có lẽ do gấp gáp, hung thủ chưa lau sạch vết máu. Rốt cuộc ai đã giết đại ca ta? Trương đại ca, sáng nay huynh đã đến đây. Đúng. Vậy huynh đã thấy gì? Nói nghe xem, không bỏ sót tiểu tiết nào. Tối qua huynh ấy bảo sáng nay sẽ đi thắp hương cho Lý đại gia, bảo ta đánh thức huynh ấy. Bình minh ló dạng, ta liền gọi cửa, không ai trả lời. Mở cửa, ta bèn bước vào. Người đâu? Bình thường huynh ấy thích ẩn hiện như ma quỷ, nên ta không chú ý, tìm khắp nơi. Đến ngay từ đường thì thấy huynh ấy chết trong tư thế quỳ. Sau đó thì các người đến đấy. Nhưng theo quan sát, huynh ấy chết từ đêm qua. Tối qua các người ở đâu? Có ai đến căn phòng này? Xin lỗi các vị, xin thứ lỗi. Nhưng các vị cần báo cho tôi biết. Hôm qua tôi và sư phụ ở dược phòng sắp xếp thuốc mãi cho đến khuya. Đúng thế. Ta tất nhiên ngủ trong phòng của mình. Khuya khoắt dậy, một mình trơ trọi, còn có thể làm gì khác? Giảng huynh, hôm qua ta ngủ sớm. Mọi người đều ở phòng của mình, không đến đây. Xem ra tất cả đều có chứng cứ ngoại phạm. Thế còn các vị đây, có thấy ai khả nghi không? Hoặc giả nghe thấy điều gì kỳ lạ? Có. Tối qua, khi ta đang ngồi thiền thì nghe tiếng sáo. Ta lập tức ra nghe ngóng. Tiếng sáo bỗng im bặt. Các người có thấy kỳ lạ không? Đó là do tối qua Thẩm Lăng hắn im miệng. Có hai điều ta phải nói. Bây giờ xảy ra án mạng, ta phải nói thật. Ngươi, hai việc gì? Thôi được, có sao nói vậy? Để ta nói. Tối qua ta đã đến căn phòng này tìm A Kiệt. Qua diện nói hắn ta không hề nhận được thư mời. Hơn nữa nét chữ trên thư mời cùng bốn chữ quyết tự ở quan môn vô thường quả là cùng một người viết. Không xong rồi, chúng ta bị quỷ ám rồi. Hay bỏ về thôi. Ai? Nét chữ trên thư mời ta cũng thấy. Rốt cuộc là ai mời chúng ta? Ta cũng muốn biết. Không phải là ma quỷ chứ? Những kẻ tham gia thảm chiến ngày xưa đều có mặt ở đây. Thật quá trùng hợp. Đừng nhắc chuyện năm xưa nữa. Chúng ta đã từng thề độc, ai nhắc đến sẽ chết. Không nhắc nữa. Hôm nay ta đến là có việc muốn tìm ngươi. Ngày mai chúng ta tỉ thí. Ngươi hãy bỏ cuộc nhận thua đi. Tại sao lại là ta? Ngươi không phải là đối thủ của ta. Nếu ta nói chúng ta là người một nhà, đừng gây khó dễ cho nhau. Có thể còn... Đúng đúng, Triển cô nương.
Ta cũng có ý như Trương Đại Cang. Chúng ta không nên gây hấn nhau làm gì. Ai cùng một nhà với các ngươi? Cái ta muốn là sơn trang này. Muốn có sơn trang, hãy hỏi bảo bối của ta Khương Thi đã. Nếu đã không thể thỏa thuận, vậy thì các ngươi tự mà lo liệu. Sau đó ta trở về phòng, không tin cứ hỏi xem. Cái chết của A Kiệt chẳng liên quan gì đến ta. Hôm qua lúc ta đi, Trương Đại Cang cũng ở đó. Nếu giết thì hắn ta giết. Cái miệng thúi nhà ngươi, ta xử chết ngươi giờ. Chờ đã. Các vị xem, giờ nãy ta thấy ngón trỏ của A Kiệt dính máu. Phải chăng hắn muốn để lại vết máu của mình, báo hiệu cho chúng ta điều gì đó? Không ngờ lại như thế. Có lẽ đây chính là tên hung thủ. Nhưng chữ này hắn viết chưa xong. Xin mạo muội hỏi, đây là chữ gì? Nha đầu thúi, hại đại ca ta chết thảm. Sao lại cái gì? Chữ đó có nghĩa là thi thể. Chữ đằng sau là chữ Triển. Kẻ giết chết đại ca ta chính là nha đầu họ Triển. Không sai chút nào. Giết người đền mạng, Trương đại ca. Đây chỉ là một chút manh mối. Dù sao huynh cũng nên chờ ta tìm ra chân tướng rồi hãy kết luận. Ta không cần nghe, ta sẽ đưa ra thêm manh mối. Các người chắc chắn đã từng nghe băng nhóm giết người lớn nhất trong giang hồ. Gì? Thập sát môn. Trong đó có Triển bộ, chuyên nhận nhiệm vụ ám sát. Bọn chúng đều không có tên, chỉ lấy Triển làm họ. Binh khí cũng vậy, thường được cải tạo lại từ đồ dùng hàng ngày. Nếu ta đoán không lầm, nha đầu họ Triển này chính là sát thủ của Triển bộ. Điều này mà ngươi cũng biết, thật đáng khen. Đi nhiều tất biết nhiều. Sát thủ cô nương nhận tội đi. Triển cô nương, tôi đích thực là sát thủ của Triển bộ, tên gọi Triển Thập Thất. Người nói không sai. Thế thì đã làm sao? Nếu ta giết ta sẽ nhận. Nhưng hắn không phải do ta giết. Kẻ nào súc sinh thì đáng phải chết. Các ngươi đủ bản lĩnh không? Thập sát môn, giết người như rạ, người người đều rõ. Rốt cuộc ai đã phái người đến đây? A Kiệt chết như thế nào? Không biết. Người không biết thì ai biết? Chắc chắn là ngươi. Đắc tội rồi. Qua đại ca. Đừng đánh nữa, xê ra. Qua đại ca. Giảng huynh, Triệu huynh, Giảng huynh,
Huynh quên còn có tiểu đệ ta ư? Đa tạ. Ai dám đụng vào giảng huynh thì hãy nếm thử đại đao của ta. Giảng Bất Trị ta đã gây phiền phức cho các vị, xin phép được gọi một tiếng huynh đệ. Sao ngươi đứng dậy hung thủ đằng kia? Trước mắt chứng cứ vẫn chưa đủ, không nên vội đưa ra kết luận. Ta đứng đâu há có khác biệt gì? Giảng huynh đệ đừng quên, nha đầu này là một sát thủ không chớp mắt. Ả quả thật là một sát thủ, nhưng sát thủ chưa chắc đã là hung thủ. Tình hình trước mắt chúng ta đều không rõ, nhưng có một điều, các người muốn giết Triển Thập Thất vội vàng kết án mới đáng nghi nhất. Các người muốn nhanh chóng trừ khử Triển Thập Thất phải chăng hơi nóng vội? Ta nghi ngờ hung thủ vụ án này chính là một trong bốn người các ngươi. Săn bậy! Ngươi điên rồi Giảng Bất Tri! Ngươi bị cô ta mê hoặc rồi sao? Ngươi muốn thay đổi cục diện sao? Trận tỷ thí hôm qua ngươi bị cô ta làm cho bẻ mặt. Ta tuy một mình lớn lên ở Thần Cơ Cốc, lần đầu bước vào giang hồ, không hiểu rõ về nhân tình thế thái, nhưng mối quan hệ tốt hay xấu ta đây vẫn có thể nhìn thấu. Tiền bối Thẩm Lân, A Kiệt là đối thủ trước sau của tiền bối. Giờ hắn chết rồi, người nào có thể thay? Ngươi được không? Ta vốn là bằng hữu với A Kiệt, sao có thể? Phải không? Sao hôm qua các ngươi còn dọc lộn? Ta cũng như vậy. Hoa Diễn, nếu ngươi muốn trừ khử Triển Thập Thất cũng xem như lại được đối thủ đáng gờm, đúng không? Giảng huynh đệ, đừng có vô cớ đoán mò, không chứng cứ. Nhưng những việc các ngươi đang làm cũng tương tự vậy sao? Toàn những lời vô lối. Hoa Diễn hắn quá ngụy biện, có tin ta quất một roi nát óc ngươi không? Gì chứ? Giảng huynh đệ, ngươi vì một sát thủ coi thường tính mạng mình. Ta chết hay cô ta chết đều chẳng có gì khác, bởi vì tất cả chúng ta đều có khả năng là những kẻ chết oan. Ta là một trinh thám không biết võ công, năng lực duy nhất đó là tìm ra chân tướng. Nên bảo ta che giấu chân tướng, ta sống không bằng chết. Nói hay lắm, không hổ danh là con trai Giảng Hoa Giả. Ngươi nói câu nào cũng có lý, nhưng hung thủ không phải là ả thì là ai? Đêm qua ta luôn ở bên cạnh sư phụ, không cần nghi ngờ chúng ta. Lời khai của những kẻ thân cận không đáng tin. Giảng Thế Tri nói đúng, người bên cạnh mới dễ ra tay. Nếu các ngươi đều muốn biết chân tướng thì hãy gạt bỏ cảm xúc cá nhân sang một bên. Ta là trang chủ ở đây, Hiền Chí, ta ủng hộ ngươi tiếp tục điều tra. Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt, các ngươi thấy thế nào? Ta đồng ý. Tuân theo lời sư phụ. Ta cũng đồng ý. Ta càng không vấn đề gì. Trương Đại Can, ngươi nói sao? Được được được, nghe các ngươi vậy, sớm muộn gì chả thế. Nếu không có ý kiến gì khác thì từ lúc tỷ thí bắt đầu đến lúc kết thúc, trước khi tìm ra tân trang chủ, nếu có vị nào còn ở đây lén lút giết người, lão phu sẽ không khách sáo. Đa tạ Lý nhị gia. Vậy xin các vị không nên rời khỏi Hàn Nguyệt Sơn Trang. Hãy cho ta 2 ngày, ta sẽ tìm ra chân tướng. Nếu không tìm ra thì sao? Thì các ngươi hãy giết ta. Giảng huynh, ngươi đùa hơi quá. Thưa các vị, trận tỷ thí sau, xin chờ vụ án điều tra xong hãy tiếp tục. Tất cả về phòng nghỉ ngơi đi. Ngươi chảy máu rồi. Đa tạ.